rồi. Máu giọt nè. À, một con một con, trời đất ơi, giỡn hoài. Ơi đây con đó nè. Trời ơi, hai con nằm hai bên, chỗ xịt nước luôn. Ủa cha má mẹ. Trời ơi. Trời ơi, giọt má ơi, mới bóp được con nè. Như vậy nè. Thôi. Quỷ thần đất mẹ ơi, con giọt. Hai con. Trời ơi, trời ơi, khủng lồ. Rồi đây, bự hôm nay. Wow, dùi, đúng là con cá đây nó bự. Quá trời bự luôn. Con này bự. À ơi, quá giật. Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm theo một cái anh ở xóm á. Anh đi đặt cái thợ lội mưu sinh. Thì nãy giờ mình xuống trễ thì anh đặt hết mớ rồi. Thì còn chỉ có 2-3 chai thôi. Thì bây giờ mình sẽ theo ảnh, mình sẽ quay cái cách đặt cho mọi người xem nha. Thì nói chung là cái anh đặt này cũng ít lắm, chỉ tầm mười mấy chai thôi. Mà anh kêu giấu mặt, rồi giấu địa điểm, nói chung là cái chỗ làm ăn á, cho nên mình không có quay cận được. Rồi anh kêu giấu mặt đó, mà quay camera làm sao giấu. Thôi kệ, quay luôn, không giấu gì hết. Bây giờ đang đi trước. Bây giờ mình sẽ còn 2-3 chai nữa để mình đi theo mình quay cách đặt cho mình xem nha. Có không? Đây là cách này là nó lấy da nó vô hả? Đặt cá này phải kinh nghiệm nha. Đó, đặt bằng cái chai, nói chung là cái chai này là cái chai nhựa thôi. Cái chai đó là chai chai nước ngọt mà chai bự. Cái này bao lâu mình mới thăm? Nửa tiếng. Và hết tổng cộng được nhiêu chai? 14-15 chai à. 14-15 hả? Đặt nhiều quên phải không? Ừ. Rồi xong nhiều rồi. Quá quên. Còn 2-3 chai đó nên mình tranh thủ đặt xong rồi khoảng nửa tiếng sau rồi đi thăm. Tại này anh mất trí nhớ, đặt nhiều không nhớ, chứ người ta đặt mấy chục chai nữa, anh đặt 15 chai. Đây có cái hang nè, hang mới không? Đó, để em quay cách đặt nha. Đó, lấy cái chai, em xuống rồi, lấy đất, em rồi. Cái hang nó khá bự, không thấy, nó không nhỏ rồi. Cái hang, dấu này dấu... chân này giống cái chân đi lết lên quá vậy. Nghiên cứu kỹ để mình đặt xong rồi con cá ra ngoài nó không vô được. Bên này có hàng. Sao nhà nghiên cứu? Dâu qua dâu không biết. Cá bị khôn quá. Tưởng cho giờ quá dấu. Ém luôn hả? Vì nó có nhiều khi nó xuống hơi chậm á, vì thiếu oxy lâu lên. Đây là cách đặt cá đặt chai nha. Hết chưa? Còn bên kia chai nữa. Đố không thấy điện giọt. Giọt hả? Đó, trời ơi, gì trời 30 vậy? Nè, thấy rồi cái kẻ nè, đúng không? Ừ. Được. Trời ơi, con giọt. Con giọt má ơi, nó bự. Giờ hai anh em mình đặt xong rồi, sẽ đi kiếm mới giọt nha. Tại con này giọt bự lắm. Khoảng nửa tiếng sau sẽ đi tầm một cái. Cái giọt này còn bự thiệt ta. Giọt này khoảng 7-8 con tí. Quá trời, giọt này hai lạng luôn. Ở đây có bằng cào cũng được, mình chỉ bóp thôi chứ mình bắt mánh để bận thôi. Để bận khó cào. Ừ.
mắt hơi sáng không thấy nổi. Này chốt có nhiều không ta? Này nằm trong đó nhiều hả? Vậy nó mới sống được lâu, nó mới bự chứ. Con này chết nhỏ. Rồi. À. Cái này không có được. Ừ, cái đó là cũng được rồi. Có dột ăn được rồi. Lớn quá những cái vỏ mà. Vừa vừa. Tầm khoảng chục mấy con ký là vừa. Bụi gián này nhưng có bắt dầu hay gì phải nhảy gì? Bữa tôi bắt đó. Ừ. Nghe bắt sốt lại. Hả? Hả? Đâu, hãy lên rồi. Hả? Rồi, thấy rồi. Đúng là nghe nào dòm nó sẽ thấy được chứ. Dòm gì đâu, mình bé tao đưa. Trời ơi, đó con nó bự đó. Rồi, đã chưa? Bụi con. Đây ở trên đời á thì mình không có sợ con gì hết, mà sợ con này nè. Đây cái con nằm trong nước này, sợ bắt con sâu lông, con trắng hổ không sợ mà sợ con sâu. Trời ơi sâu dữ không ta, ngồi nó chết trong ngứa chết luôn nè. Đây con nè. Ủa thôi 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 thôi, nằm trong giá này chứ đâu. Thôi gặp mấy con nó sợ lắm, nó mà bò mình cứ tôi xỉu à. Ghê quá. Trời ơi, thấy hang sâu cái nó nổi ốc nát cái trời. Ôi, nãy còn một điểm nữa, anh em mình đang đặt cá mà chỉ có đạp thôi mà được ba con trời báo luôn. Cái điểm nó chút nữa rồi lại bắt. Tại cái điểm đó đang đặt cá, qua nó rộng cá nó không lên. Chút xíu qua đã bắt ngon á. Con nào cũng lấy hết hồn luôn. Trời ơi nè, lú cái miệng lên nè. Rồi. Bự không, con này bự không? Bự. Ui ui, con giọt. Cú hồn cho mén luôn. Xịt nước luôn. Ở đây giờ mánh không chứ ra đâu có cào được được ta. Được, bóp được hết á. Đây đặt cứng là lắc được kìa. Bóp mười nãy giờ gần chết luôn, mình cũng đã phát hiện ra một con, đúng không? Chính xác. Trời ơi con đã bự con ta ơi. Má con giọt nè. Ha, à, một con trời đất ơi, giỡn hoài. Con nó hở. Ừ, đây con đó nè. Hở cái miệng trầm bành. Trời ơi, hai con nằm hai bên, đổ xịt nước luôn. Bự cha má nện luôn, có còn không ta? Ở đây mình lấy cái tay chọt chọt kìa nè. Còn thôi mình bắt mánh. Biết thì bắt mánh, còn biết lấy cái tay chọt chọt kìa nè. Ui ui giọt nha ta. Giọt này nướng một cái thôi tới công chuyện luôn. Bữa nay gặp đi quay không có đem theo cái cây mà để mình đậm. Còn cái máy không à. Này nó lồi lên, nếu mà cao cao mình cũng dễ dòm. Thấp quá dòm không ra. Đập. Trời ơi. Ui má con giọt cũng lồ, muốn bằng cái bàn tay mới trời. Ghê không? Quá trời con giọt. Mấy nó thường thường nó nằm bụi lá này nè. Bụi lá này mới nhiều. Tụi bự không. Này. Giọt này khoảng 7-8 con làm tí, bự quá trời bự. Dòm. Ừ có con đất nó nấy rồi. Ừ. Đất đi, dòm con này ta. Bóp bóp cái này. Bóp bóp vậy nè. Chứ ở đây cào không được dễ bệnh. Cái này bóp không có chứng từ mà không bóp liền. Chà, trời ơi. Trời ơi, con giọt má ơi, mới bóp được con nè. Con ăn bằng con tôi không? Như vậy đây nè. Trời ơi. Quỷ thần đất mẹ ơi, con giọt. Hai con. Trời ơi, trời ơi, khổng lồ bằng bằng tay luôn. Hoài hoài. Từ hồi đó giờ mới thấy con giọt trời. Cái con giọt đó anh ta hay làm giống lắm á. Quá bự mà. Mới bóp chỗ này con lỗ nè. Ôi con giọt, cú hồn. Hả? Ui, nếu mà giọt cái này đang vừa nè, cỡ này thì nói chung cái vỏ nó dày lắm. Dày mà mòn thì cứng luôn không? Ừ. Qua. Để cái tay mình bóp nè. Bóp chúng giọt đã thì chứ. Quá trời bự.
giọt này chừng 4. Trời ơi, ồ đã chưa. Chà, gì? Trời ơi, mũi nè. Quá, wow, trong này phải là mũi khủng khiếp. Đấy, tụi nó có mũi không? Có mũi chai sức mũi thế. Ừ. Có nữa hả? Ui, đã vậy. Trời ơi. Cái này dọp nào có khu, có chỗ thì không có con mà có chỗ nó tụ ra nhiều lắm. Ừ. Có nữa hả? Chứ vừa. Bắt kiếp mình bóp bóp lên. Như là nó trốn ở trong đây là nhiều. Ừ. Cái dừa. Cái dừa rồi vậy. Đây. Cái gì nữa. Cái dừa với giòn. Giống quá. Giọt này mà tôi nói bắt nhiều cũng khổ lắm. Cái thứ thình lầy này để da đâu nổi. Bắt không ít, không có thì nói chung nếu mà bán thì không có thì đâu có tiền. Nhiều ngày mình đi thăm. Rồi có dính chưa? Rồi con này dính rồi nè. Đây đây, mọi người thấy không? Coi đây, bự hôm nay. Wow, dùi, đúng là con cá đây nó bự. Trời ơi, trời, con cá nè. Hú hồn luôn. Ui. Muốn gừng bằng cái chai luôn. Giờ đổ, đổ đổ ra lại ha. Một con mới hàng. Nè nè, chỗ đặt cá ra đó. Đây cũng có hai con chú với bà dì đi bắt cua. Cá này chắc được lạng lạng mấy lạng. Mặt chưa lỗ tới lỗ lôi cá nó sầu lên. Nói lát dân cá phi về cho ăn. Bự quá trời ơi. Đó, trời ơi cá nè. Chà là dính luôn à. Ui ui. Nhảy lọp lọp. Con này nhỏ. Nhỏ hồi nãy. Chắc có được rồi. Hai con. Hai con luôn hả? Ờ hai con. Con nhỏ thả bớt rồi. Thả luôn hả? Nuôi lại hả? Vô chưa? Nuôi con rồi. Rồi thả nhỏ nha. Đó quậy quậy. Có cái này bự không? Có này bự không? Bự bự bự. Cá này bây giờ mình bán cho đáy được nhiêu ký? Trăm mấy. Trăm mấy? Trăm tư. Trăm tư chắc người bán nha cũng phải là 200. Trăm tám, 200. Cá này lúc trước là giữa. Rồi bây giờ càng ngày á, mình bắt những con cá này khó lắm. Cá lớn này khó lắm. Nó là cá này cá tiễn không á. Tầm khoảng lạng tí. Ôi một lạng một con. Nhầm con thì lạng mấy hai lạng. Thôi thôi mà gặp cái con bự rỡ. Đúng rồi. Ồ. Con này chắc con bự cái hàng bự. Thì chút xíu giữa dễ thấy hằng này xình bụng không. Ôi cá này cũng được chứ không bự mấy. Cá rất là ngon. Cái này quá lúng, quá mũi luôn. Chai này có không? Có. Ủa, đó, 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 đó quậy kìa. Này bự à. Ôi, trời ơi. Ủa, con cá. Cái này, cái này là được 140 phải không? Ừ. Nãy giờ được 5-6 con. Cái này là vừa thăm, vừa dút, vừa đặt luôn. Chứ không phải là đặt một vào được. Rồi mình thăm dính cái là mình dút qua chỗ khác và đặt tiếp nữa. Cái này thăm dính cá này. Trời ơi, hết hồn luôn. Dính cá rồi. Quá bự. Cái banh. Ừ. Ê, 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 cái nhảy. Ê, cái nhảy. Cá nè. Cú hồn. Giờ được con này đó là con 6 thứ 7 gì đó. 6 con hay gì đó. Xong chưa ta? Hết chưa ta? Còn qua kia nữa. Ừ. Còn ngoài chỗ mình Long gặp tới kia hai cái đó. Ừ. Tay chút cá đó. Rồi còn hai cái nữa. Trời này dính luôn rồi. Ủa, đây. Ủa? Ủa cá nhỏ này. Được không? Không được.
không nhỏ lắm. Giờ còn chai nữa, xong anh em mình lên nướng dợp. Hồi nãy có bắt được mấy cái dợp, thưởng thức đồ rừng. Dợp phải nói là siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, con này muốn bằng cái bàn tay luôn nè. Đây chắc tầm cỡ 3 kg. Tại vì mấy con dợp này là nếu mà con này là cỡ 1 lạng mấy nè, còn con này là cỡ 2 lạng mấy, chừng mấy con là 1 kg. Đây đang nhúm lửa nè, anh em mình nướng số dợp để ăn xong rồi sẽ đi thăm tiếp nha. Hồi nãy giờ thăm được một đợt rồi, được 7 con. Cách xì nái không. Rồi, giờ bỏ dợp vô nha. Chứ mà nướng quá nó bị teo à. Đó. Chắc gì đó được không? Nhìn nhiều nhiều lắm á. Gì đó thôi. Gì đó là cỡ 2 kg rồi. Rừng và dập rừng. Đây cá lội mới rút ra bể luôn này. Dập nó con nước này. Còn nước hấp cái đã đó. Đây. Ôi giời, con dọp. Hấp đi, hấp đi, hấp đi. Cái dọp thấy bệnh không? Nè. Không gì, cái con dọp lớn vậy mình thấy cái dọp nó đâu có bự đâu. Vừa vừa thôi. Này thiếu muối ha. Bữa nay không có chuẩn bị, không có chuẩn bị mới có ăn, chứ chuẩn bị là xong phim á. Cái dòng mà đi săn bắt mà chuẩn bị là suốt rồi nè. Đây, mời tất cả mọi người nha, nước quá trời nước luôn. Mời mọi người nha. Nó ngọt. Nhưng mà con dọp này đặc biệt á, mình bắt dưới sình lên nó cũng không có dơ ta. Mà nước lớn này, cái nước cạn, nước lớn gì nữa, nó bị ngậm dơ. Không biết sao không? Nước dòng á, nó ăn á, nó hở ra nó hớp. Ấy nó vô, mà cái dự trữ của nó mới dơ, còn nó kém đâu ăn được đâu. Nguyên cục chà bá luôn. Cái này nó mới về tới tối nơi dài. Này phải có muối nữa, ngon. Đây. Quá trời. Ngọt. Ngọt mà dai đã. Rồi nó mới ăn dập nướng nè. Con nhỏ vậy chứ nó mập. Dữ dằn. Cái con lớn này nè, cái vỏ nó dày lắm. Ở dập lớn này mình bắt ham chứ nó cái vuột nó nhỏ. Con này nhỏ mà cái vuột chà bá đợi luôn. Cái đen đen này nè là cái gan của nó nè, chứ không phải đất nè. Béo dài ngọt chứ vô thì giờ làm như nước lũ ngọt trời. Ngọt thì dọc đây nước lở mà hơi ngọt. Nước nè. Nước không bị đã. Ây da. Con này nó hơi bị ngọt. Hơi bị chín quá, nó bị teo. Ngọt ngắt luôn. Còn khô nước. Dọc mình luộc bằng nước vừa bung cái miệng làm mình lấy ra được. Chín quá không? Thêm lòng bia nữa. Hả? Thêm lòng bia.
Tiểu vậy, cho hai lon bia đây. Đi ra, đi ra chậu lâu quá mới ăn giọt này ngon quá trời. Để bữa nào mình sẽ làm một clip chiên về giọt để bắt giọt lên nướng ăn, hoặc là mình làm món gì. Giờ ông ăn giọt đi, tôi ăn cá chưa. Giờ tôi sang qua cá. Hai con ngựa con chứ. Nãy đâu dám nướng hết, tại giọt là bự quá, ăn gì dài con. Nói chung là cái nào mình ăn vừa vừa thôi, ăn nhiều quá. Không coi cái lá gan cá nè. Gan ngon ghê không? Là gan cái là mọc màu vàng phải không? Cái tôi không biết ăn, tôi bỏ không à. Béo mà ngồi. Béo không? Ngon. Ăn thử không? Cái gan nó béo. Thử coi cái gan cá coi. Cái gan màu trắng này phải không? Lấy ra. Này phải không? Này, thử ra. Này mình lợi rồi. Có con tôm nhỏ nữa nè. Được hai con á. Tại cá lồi lồi này nó ăn tôm với lại mấy con cá nhỏ nhỏ. Cá lồi lồi này tính ra bây giờ mắc hơn cá lóc luôn. Lóc đồng. Lóc đồng thì tầm khoảng 150, 170, 180. Nhưng mà cá này là nếu mà tới cái người mà ta bán ra khoảng tầm 200, 200 mấy luôn. Cá này gọi là đặc sản. Nhưng mà con cá này không có tanh nha. Con cá mà nước ngọt á, nó chỉ có bên lớn vậy thôi, nó rất tanh. Nhưng mà con cá thòi lòi này nó có hai tên. Cá thòi lòi biển và cá mống thùng phải không ta? Cá mống thùng nữa phải không? Trong tên nữa phải không? Tùy theo chỗ kêu à. Thì nghe nghe có chỗ là người ta kêu cá mống thùng nữa. Theo vùng miền nữa. Xong rồi thăm chuyến nữa là mình đặt lại ấy, hay là thăm chuyến này về. Thăm chuyến này về. Đủ sở hữu gì vậy sớm mày? Thăm chuyến nữa kiếm mới nữa rồi. Kiếm chừng 2 kg thôi kiếm được 200 mấy. Nửa buổi. Nó chưa sang bắt này mình thấy gì chứ, lội bắt được con cá cực lắm. Đâu phải hàng nào cũng có đâu, đặt hồi nãy đặt 10 mấy chai dính được đâu 6 con 7 con. Có mấy hàng nhiều quá, mình giờ không kỹ á, nhiều khi nó đi ra mình đặt xuống cá đâu vô được. Lại tới cái chạy xuống. Tức. Trừ khi mà mình đợi mà thấy con cá tuột xuống á, còn chắc hàng chứ còn kiếm gì không. Mốt có một con mà nó làm 5 hang, biết nằm hang nào không, lẽ nằm ở 5 hang. Nó đặt 5 chai. Con là năm hang được 5 chai. Đặt một con giọt đây, còn giọt này nó mới chứ. Con giọt thêm nữa kìa, no rồi đó. Mới 5 con ướt rồi, trời ơi con này nước. Ướt lắm không? Thôi công chuyện. Máy lên. Cũng già. Cũng già, còn dính hàng. Tôi con này cứng quá khủng da mà. Nhà phải có muối nữa. Muối là ngon. Nó hòa hợp được. Để tôi lội về bến tôi xin muối. Ở gia trội này xin muối. Chứ mình đi sang Bắc này chuẩn bị. Nói chung là nó xui lắm. Làm đi tự nhiên. Mà có, mà cứ chuẩn bị muối ớt, dưa leo, đồ chanh, đồ. Dễ số clip lắm. Dễ su cà na lắm. Nè. Trời ơi con này bự thôi, ăn bự đi. Không rồi ha. Dán thêm con. Anh em đi thăm tiếp nha. Cái này cái nó có nè, nhỏ nè. Bằng cái con nãy mình nướng. Quá mũi, trong này quá trời mũi. Mấy giờ ngon thế? Vẫn còn nữa nè. Đây. Xin không thấy gì hết luôn. Chậm. Chậm hơn con gì rồi. Vậy là được rồi. Tại vì hôm giờ ông ta đặt mấy chuyến rồi cho nên hết cá lớn rồi, giờ còn vô.
hôm nay đặt mấy chuyến là mấy ký cá bự không. Cái này có luôn, con này như bự rồi, khủng lắm, bự không? Con này bự quá trời bự luôn. Đó, trời ơi, này bự. Má ơi, quá vật. Ôi ôi, nó đã. Cầm tay không luôn. Đá gì nữa. Nửa cầm tay luôn trời. Giờ chắc mình sẽ đi thăm vài cái nữa. Mình sẽ về trước. Con kia còn thăm mấy đợt nữa. Mình đi theo không nổi, lâu lâu lội mệt quá. Tuổi già sức yếu. Dính một con nữa nè. Khủng không? Nhỏ hơn con gì vậy? Ui, ê, 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 ê. Trời ơi. Thôi cũng được. Nhỏ hơn con nãy. Quá mệt, lâu lâu lộ mệt quá trời. Bởi bắt được con cá này cực lắm. Không có đơn giản đâu. Trời tới đồ lui, đồ xui, đồ ngược. Cây cối nó đâm. Ây da. Cái này tưởng không có dở lên cá nhảy tan 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 chết chảy luôn. Ờ chút xíu à. Trời. Ăn ở nhỏ thì ăn, lớn bán. Rồi nãy giờ mình anh em mình thăm hai chuyến chắc cũng được chục con mười mấy con không ta? Ừ. Giờ anh đi đặt lại với đầu thăm một hồi cử nữa, tại vì chưa có đủ xã hội thì chắc có lẽ mình sẽ đi trước. Tại vì lâu lâu lội mệt quá. Thì cũng như mọi người thấy hay cho anh mình xin một like, một đăng ký nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo nha.